Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn sản phẩm TV của nhà Sony có mã sản phẩm là KD50X75K. Sản phẩm này có kích thước màn hình là 50 inch cùng loa là 20W và độ phân giải là 4K. Hãy cùng mình tìm hiểu một số thông tin của chiếc TV này nhé. Về phần công nghệ hình ảnh, độ phân giải 4K sắc nét với hơn 8 triệu điểm ảnh. Bộ xử lý X1 4K HDR sử dụng các thuật toán dễ giảm nhiễu, giảm mờ và tăng độ chi tiết cho hình ảnh gần 4K sắc nét. Motion Flow XR200 với khả năng chèn khung hình nền đen giúp giảm độ mờ, hình ảnh chuyển động mượt mà trên từng khung hình. Công nghệ âm thanh TV Sony 4K sở hữu hệ thống loa 20W. DTS Digital Surround giúp tạo ra mạng lưới âm thanh mạnh mẽ, bùng nổ như trong rạp chiếu phim tại nhà. TV sở hữu hệ điều hành Google TV với giao diện thân thiện, phù hợp với các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, hệ điều hành Google TV mang đến trải nghiệm bất tận cùng kho ứng dụng siêu khủng. Google Assistant giúp người dùng tìm kiếm bằng giọng nói, có hỗ trợ tiếng Việt thông qua remote thông minh một cách nhanh chóng. Điều khiển TV bằng điện thoại thông minh qua ứng dụng Android TV. Ở trên chiếc TV này có tích hợp sẵn một số app để chúng ta có thể dễ dàng đăng ký như là Netflix, Prime Video hoặc là FPT Play nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ test loa cho mọi người nghe nha. Mọi người nghe thử âm thanh này như thế nào ạ? Có hay đúng không ạ? Với tầm giá 12 triệu đồng thì đây là chiếc TV có thể đáp ứng đầy đủ tất cả các nhu cầu cho gia đình bạn. Chúng ta nên cân nhắc thử nhé. TV được bảo hành 24 tháng và 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày khi có lỗi về kỹ thuật. Nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và mua hàng nhanh nhất nhé. Tạm biệt mọi người.